Rồi nghị sinh hết, tháo ra nghị sinh hết trơn. Ủa rồi em có phát sinh bộ nào nữa không? Đạp ơi! Mạnh lên! Rồi, xin chào quý vị các bạn. Thì hôm nay có một chiếc xe tại Kiên Giang chạy lên mình để mà làm xe đang bị tình trạng khói đen rất là nhiều, và anh chủ xe rất là tin tưởng với mình nên là chạy một chuyến xe từ Kiên Giang lên đến Biên Hòa để bên mình dọn dẹp bảo dưỡng lại cái xe cho anh để cho nó hết tình trạng khói đen. Và các bạn sau đây các bạn hãy cùng mình xem cái quá trình bên mình bảo dưỡng cho cái chiếc xe này nhé. Chiếc xe này đã chạy được 237.000 cây rồi nhé các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra xem là xe nó có báo lỗi gì hay không trước khi chúng ta tiến hành bảo dưỡng xe ha. Đó, và cái xe này thì không có báo lỗi gì nha anh em. Và tiếp theo thì bên mình sẽ tiến hành tháo bô, tháo van EGR và họng gió của cái xe này ra để vệ sinh. Thì đây là những cái bộ phận làm cho cái xe bị tình trạng khói đen ra nhiều như đầu video anh có thể thấy ha. Đây là bên mình đang tháo cái bầu làm mát của van EGR nhé. Và đây các bạn hãy quan sát, đây là cái bô xe. Đó, các bạn thấy mùi than rất là dày đặc. Và cái bô xe cũng là một cái bộ phận đối với dòng QKR cũng là một cái bộ lọc khí thải nha anh em. Và anh em thấy là mùi than nó bám dày đặc như thế này thì khi mà chúng ta đạp ga lớn á thì khói nó sẽ ra rất là nhiều. Do đó anh em cần phải tháo ra để vệ sinh. Chiếc xe này chạy được 200.000 cây rồi. Có nhiều chiếc xe anh em biết sao mới chạy có khoảng hơn 100.000 cây là nó đã khói đen như chiếc xe này rồi. Thì anh em nhớ tháo cái bầu này, bô này ra để vệ sinh ha. Và tiếp theo đến là chúng ta sẽ tháo cái cụm van EGR cũng như cái két làm mát EGR. Đây là cái két làm mát EGR nha anh em. Và đây là cái két của nó này, anh em thấy là muội than nó bám một cái lớp cũng tương đối anh em ha. Thì muội than trong cái van EGR bao giờ nó cũng sẽ như thế này cả. Tất cả những dòng xe Euro 4 khi có cái két EGR thì nó đều bám rất là nhiều khói. Bởi vì đó chính là cái muội than nó ở trong cái bùng đốt ra đó anh em. Nên là chạy một thời gian nó sẽ đóng khói như thế này. Và đây là chúng ta đang tháo cái van EGR ha. Thì trên con QKR thì cái van EGR này nó là một cái van điện. Một số dòng thì nó chỉ là cái dù thôi, ví dụ như là IZ65, IZ49. Còn con này nó là một cái van điện. Và cái van điện này thông thường những cái xe QKR khác á, thì nó chạy khoảng 200.000 cây nó hư cái van này. Anh em thấy mùi than đóng này. Đó, đây là nguyên nhân khiến cho các cái xe QKR hoặc các cái dòng xe Isuzu tại sao lại chạy khoảng tầm trên 200.000 cây nó lại hư cái van EGR là như vậy nha anh em. Bởi vì cái van nó bị kẹt cứng vào, nó làm cháy cái motor bên trong dẫn đến là không sử dụng được nữa và anh em phải thay cái van mới. Và đây là bên mình đang mở cái họng gió của cái xe này ra xem bên trong nó có dơ hay không ha. Thì họng gió là một phần sẽ làm cho xe bị khói đen đó anh em thấy không, mở ra và anh em nhìn bên trong này đấy, anh em thấy chưa, mùi than một lớp luôn dày đặc nha. Và đây anh em thấy đây là cái mở gió điện tử ha. Đây các bạn thấy mùi than nó bám một lớp dày đặc ở trên cái cánh gió của nó ha. Nó gọi là bướm ga điện tử đó anh em. Đó, thì trên dòng Isuzu QKR nó sẽ có cái van này. Và anh em thấy cái mùi than nó cứ đóng hàng ngày nó đóng một ít mới tạo thành một cái cục giống như là một cái đống mùi than luôn. Và như vậy nó sẽ làm về lâu về dài nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của cái cánh gió này. Chắc chắn là tuổi thọ của cái bướm ga điện tử này nó sẽ không được lâu nha. Và tiếp theo đây anh em có thể nhìn thấy bên trong cái họng gió của cái động cơ này thì một lớp muội than luôn dày đặc nha anh em. rất là dày đặc luôn. Anh có thể nhìn thấy nó vừa nhớt vừa là muội than đóng. Thì tất cả những cái dòng xe Isuzu QKR chạy trên 100.000 cây nó sẽ có như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái ống gió này ra. Cái việc mà tháo cái ống gió này ra rất là phức tạp nha anh em, bởi vì dòng Isuzu QKR khi mà muốn tháo cái này ra phải tháo cái máy nén của máy lạnh, rồi tháo các cái ống dầu dẫn lên trên kim phun thì mới tháo cái ống này ra được. Nó rất là phức tạp nha, nên thời gian làm rất là lâu. Mà anh em có thể thấy ở bên mình đang tháo từng cái bộ phận riêng biệt ra để tháo cái ống gió này ra ha. Và phải tháo rất là nhiều cái bộ phận. Nếu mà anh em ở nhà thì chắc có lẽ là sẽ rất là khó tháo nha. Thợ thì người ta sẽ quen tay hơn. Và anh em thấy đây là cái đường ống dầu này, và cái đường ống dầu nó bắt ngang qua cái, bắt vào trong lòng của cái ống gió, nên là bắt buộc là phải tháo những cái đường ống dầu từ cái ống reo lên trên cái kim phun nha anh em. Phải tháo ra ngoài thì mới tháo cái ống gió này ra vệ sinh cho nó sạch sẽ được. Rất là nhiều công đoạn và cái công thợ nha. Và sau rất là nhiều thời gian thì bắt đầu mới tháo được cái ống gió ra ngoài, anh em thấy không? Nó rời ra ngoài rồi đó. Cực lắm nha. Và đây anh em hãy nhìn cái ống gió của nó này. Đó. Và cái mũi than nó bám giống như hồi nãy mình quay cho các bạn xem đó ha. Thì chúng ta tháo ra ngoài, rời ra ngoài này thì chúng ta sẽ vệ sinh nó dễ dàng và nó sạch sẽ được 100%. Còn nếu không thì các bạn ngại thì tháo thì các bạn cứ lấy cái gì các bạn lau đi cũng được, bởi vì cái ống gió ở bên trong nó không có dơ lắm. Đây các bạn nhìn này, nó chỉ dơ ở đúng cái vành miệng ở bên ngoài thôi, còn cái đường ống bên trong thì nó tương đối không dơ lắm ha. Thì anh em có thể, nếu mà anh em nào lười thì anh em có thể vệ sinh cái bên ngoài được rồi đó. Anh em nhìn trong cái súp bát nữa này thì cái chiếc xe này thì tương đối là dầu nhớt rất là tốt, nên là phía trong cái súp bát á, nó chỉ có những cái muội than nó bám thôi, chứ không có thấy dầu nhớt như những cái dòng xe như Kia của Hyundai. Anh em sẽ thấy là nó bám một cái lớp dầu nhớt rất là đặc, dẫn đến là cái đường gió vào nó có thể bít luôn cái đường gió từ cái súp bát nạp, làm cho xe anh em bị thiếu gió. Và đây là cái ống gió nối vào trong cái hầm hút anh em. Trong đây nó rất là nhiều nhớt nha. Đây là cái cảm biến đo áp suất khí nạp ha. Trên các cái dòng khác thì cái cảm biến này nó rất là dơ, nhưng đối với cái dòng QKR này thì cái cảm biến áp suất khí nạp nó rất là sạch, nên em nhìn thấy này, nó rất là sạch. Nên do đó là dòng Isuzu QKR các bạn chạy kiểu gì đi chăng nữa thì nó vẫn báo chính xác cái lượng gió vào trong động cơ, nên là xe anh em sẽ ít gặp những trường hợp bị hao dầu hay là xe chạy yếu. Còn trong cái đường nhớt của anh em thấy, đường gió anh em thấy là nó rất là nhiều nhớt từ cái lỗ thở của động cơ, nó vào đây và nó đọng lại ở đây nha anh em. Nhưng rất may là nó không có lên trên cái họng gió và làm cho cái họng gió của anh em lúc nào nó cũng khô. Như vậy thì nó sẽ khi mà dòng QKR này chạy đường dài thì nó sẽ không có bị hao công suất. Đây anh em thấy không, nhớt rất là nhiều nha. Và một công đoạn tiếp theo đó chính là bên em sẽ tiến hành xúc rửa bình dầu. Thì đối với dòng QKR này nó có vốn, nó có cái ốc xả đáy, nên các bạn có thể xả đáy nó để mà chúng ta hạ bình dầu cho nó nhẹ. Khi mà tháo rời ra thì mình sẽ xúc đều cho những cái cặn bẩn ở trong bình dầu nó ra ngoài hết nha anh em. Và sau đó là gắn lên xe và lau dọn cho nó sạch sẽ. Và công việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng D30 để pha với nước sôi để ngâm cái bầu lọc khí thải cũng như là cái bầu lọc của két làm mát EGR. Thì các bạn hãy ngâm khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ cho mình nha. Thì tất cả những cái muội than nó sẽ rã ra và bạn vệ sinh nó sẽ rất là đơn giản và sạch sẽ. Và các bạn cũng làm tương tự với lại cái két làm mát EGR nhé. Đó, các bạn cũng đổ D30 vào trong, các bạn ngâm. Rồi sau đó các bạn rửa lại bằng nước sạch. Các bạn nhớ là dùng cái tia nước nó xòe nha. Cái két làm mát EGR hoặc là cái bầu lọc khí thải chúng ta không được dùng cái tia nước mà tia nước quá mạnh mà xịt vào. Còn cái két EGR là nó sẽ lủng, két EGR là mát EGR Còn nếu mà bộ lọc khí thải nó sẽ toạc cái bộ lọc khí thải của anh em ra luôn và nó làm hư hỏng luôn. Đó, các bạn thấy là muội than nó ra rất là nhiều. Và đây là kết quả sau khi vệ sinh. Các bạn sẽ thấy hầu như là không còn muội than, đúng không? Đó, không còn cái lượng muội than nữa, rất là sạch luôn. Và đối với những cái két làm mát EGR có một số loại thì cái lỗ nó rất là nhỏ nha, thì các bạn chỉ có thể vệ sinh bằng cách này nó mới sạch được thôi. Còn đây là cái bầu bô, cái bô của nó các bạn nhìn này, toàn bộ cái mùi than nó sạch sẽ. Như vậy thì khi các bạn đạp ga lớn thì nó mới không có khói được nha anh em. Đó, cái dòng QKR bảo dưỡng nó cũng rất là đơn giản thôi, có gì phức tạp đâu. Và khói giảm rất là nhiều. Xíu nữa các bạn hãy xem cái quá trình mà bên mình thử xe nhé. Và đây là cái bộ phận của cái van EGR. Đó, thì cái này thì các bạn sẽ dùng RB7 các bạn xịt và làm sạch nhé. Các bạn nhìn thấy nó sạch không? Đây là cái nấm để mà đóng mở cái đường khí thải. Đó, các bạn phải vệ sinh nó sạch sẽ như thế này thì cái van EGR của bạn nó mới bền được. Và các bạn hãy nhìn cái bướm ga điện tử này, nó rất là sạch luôn. Đó, thì các bạn dùng cái RB7 các bạn vệ sinh cộng với các bạn lấy dẻ các bạn lau thì nó sẽ sạch như thế này thôi. Cái điều này nó rất là đơn giản. Và tuyệt đối đối với cái cảm biến này các bạn không được, cái van này các bạn không được rửa bằng nước nha. Nó là cái thiết bị điện tử đó, tuyệt đối không được rửa bằng nước. Và ngoài việc vệ sinh định kỳ toàn bộ các cái chi tiết thì chiếc xe này bên mình còn tiến hành thay nước làm mát nha. Thay nước mát là đầu tiên là các bạn xả bỏ cái nước làm mát trong cái két nước này đi. Sau đó các bạn đưa nước trắng vào, các bạn xúc cho mình nha, để cho nó sạch hoàn toàn cái nước làm mát cũ đi. Sau đó các bạn mới tiến hành thay nước làm mát nha. Đó, các bạn mở cái này trên là các bạn đổ nước trắng và các bạn mở nổ máy xúc cho mình. Cái này mình có hướng dẫn trên kênh Ô Tô Tải Đồng Nai rồi, các bạn có thể xem lại. Và các bạn nhớ là vệ sinh luôn cái két nước phụ nha. Ha, đây là các bạn nhìn cái két nước phụ, cái nước ở trong nó rất là dơ. Đó, nên là các bạn cũng phải vệ sinh đi để chúng ta đổ cái nước làm mát mới vô, nó không bị hòa lẫn với cái nước làm mát cũ nha. Đó, nó rất là dơ nha anh em. Thì cái này là chúng ta sẽ đưa vòi xịt vô, chúng ta xịt là nó sẽ sạch thôi. À, chứ ở bên trong chúng ta đâu có thò tay vô mà vệ sinh được. Thì bên mình sẽ sử dụng nước làm mát nhập Đức Liqui Moly để thay cho cái chiếc xe này. Với một chiếc QKR thì chỉ cần 2 bình này là đủ nha anh em. 2 bình này mình pha thêm với một cái bình nước Aquafina 5 lít nữa là đủ cho con QKR này nha. Và các bạn hãy nhìn cái màu nước này nó rất là đẹp luôn. Đó. Đầu tiên là các bạn hãy đổ cái nước làm mát này vô trong cái két nước. Ha, trước khi mà các bạn đổ các bạn nhớ xúc sạch cho mình nha. Các bạn đổ nước trắng vào rồi các bạn nổ máy lên, các bạn cho máy nó nổ khoảng 20 phút xong các bạn xả ra. Rồi sau đó các bạn mới bắt đầu châm nước làm mát mới vô. Thì các bạn cứ đổ hết cái nước làm mát này vào trong két đi. Sau đó các bạn sẽ dùng đến cái nước Aquafina là cái nước tinh khiết á. Là các bạn dùng tuyệt đối là các bạn đừng có dùng ba cái nước. Thứ nhất là nước giếng, nước lọc và không thể xài được rồi. Cái thứ hai nhớ những cái nước khoáng thì nó cũng không sử dụng để các bạn châm như thế này được nha. Các bạn phải dùng cái nước Aquafina như vậy thì hoặc là nước cất là tốt nhất. Còn không thì các bạn dùng nước Aquafina là nước đã lọc hết những cái cặn bẩn hoặc là nó không có chất khoáng thì nó sẽ không làm tích tụ và làm kẹt cái két nước của anh em nha. Đó, các bạn châm cho nó đầy thôi. Và các bạn nhìn này, đây là cái két nước phụ, nước màu nước nhìn nó rất là đẹp, nó cứ lơ lơ như vậy đó. Thì cái phần nước này các bạn cũng phải châm vào trong cái két nước phụ của nó nữa nha. Các bạn châm cho đến cái vạch phun là được. Đấy, các bạn thấy là bên mình đang châm này. Đó, như vậy là xong cái quá trình thay nước làm mát cho cái chiếc QKR này nha. Và các bạn nhìn thấy cái họng gió sau khi vệ sinh và gắn lên trên động cơ ha, rất là sạch luôn. Như vậy thì các bạn thấy có sướng không? Rất là đã luôn. Và đặc biệt là cái chiếc xe này sau khi vệ sinh đạp nó rất là nhẹ. Và do hồi nãy bên mình phải tháo cái béc ra, cái ống béc, nên là bây giờ phải tiến hành xả gió nha anh em. Rồi, đây. Và anh em có thể thấy máy chạy rất êm nhé. Và sau khi nổ máy rồi á thì các bạn phải nổ máy tiếp khoảng tầm 15 đến 30 phút để cho cái lượng nước ở trong cái động cơ nó ổn định, chứ không là nó sẽ bị thiếu nha anh em. Và chúng ta cứ châm nước liên tục cho khi nào nước nó ổn định thì thôi. Và anh em thấy là xe đạp ga lớn nhưng vẫn không có khói, thì đây là cái kết quả sau khi mà bảo dưỡng xe. Một chiếc xe QKR đã chạy trên 200.000 cây đúng cách thì nó sẽ được như vậy nha anh em. Và như vậy thì bên mình đã bảo dưỡng xong một chiếc Isuzu QKR chạy được trên 200.000 cây số, và chiếc xe là đã hoàn toàn sạch sẽ và không còn khói nữa. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau trên kênh Ô Tô Tải Đồng Nai.